tại sao mình không target những cái đối tượng sẵn sàng gọi như là coi cái giá trị thời gian của mình quý hơn cái số tiền mà họ sẵn sàng trả cho hệ thống của mình để được lấy số thứ tự mà mình cho free hết. Cái mục tiêu mà gọi là cao cả nhất là tụi em muốn nhắm đến xã hội. Không, nhưng mà trước khi mà nhắm đến xã hội mình phải tồn tại đã. Tất cả mô hình nó đều là câu chuyện con gà quả trứng. Đầu tiên là cái em bán là PT, đúng không? Dịch vụ của PT thì em phải có PT đã. Và khi mà có cái khách hàng vào đăng ký thì đảm bảo rằng là cái booking đấy của khách hàng nó được diễn ra, thì từ đấy em mới phát triển lên được. Cái đấy là cái sơ khai nhất của một cái startup. Mà em chưa làm được điều đấy thì anh nghĩ là cái kế hoạch kinh doanh này của em là nó rất chi là mơ mộng. Đem cơ hội này đến cho các shark ở Việt Nam trước, trước khi em đi ra nước ngoài. Em phải đứng xuống đất đã. Dạ. Bởi vì sao? Bởi vì cái thị trường mà em cần chinh phục đầu tiên là Việt Nam. Mặc dù anh đầu tư công nghệ rất là nhiều rồi, nhưng mà anh không biết là bây giờ em đang giải quyết cái bài toán gì ở khâu nào cho ai. Cái mà em đang nói, dạ, dạ, nó giống kiểu em đang muốn chinh phục cả thế giới. Dạ. Và em chỉ là một cậu bé tí hon mới sinh ra. TP Bank hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Thôi được rồi, bây giờ anh đưa nốt cái offer cuối cùng để em chọn nhé. Là anh đồng ý đầu tư cho em 3,5 tỷ đổi lấy 30% cổ phần. Và nếu mà em thất bại thì bản thân cái team của em phải về làm cho anh một năm. Anh đưa ra hai option để em chọn. Bây giờ tóm lại là em có hai offer nhé. Offer. Cái offer của Sắc Phú.